Tuổi ngựa. Mẹ ơi, con tuổi gì? Tuổi con là tuổi ngựa. Ngựa không yên một chỗ. Tuổi con là tuổi đi. Mẹ ơi, con sẽ phi qua bao nhiêu ngọn gió. Gió xanh miền Trung Du, gió hồng vùng đất đỏ, gió đen hút đại ngàn, mấp mô triền núi đá. Con mang về cho mẹ ngọn gió của trăm miền. Khi mở ra mẹ xem, có hương thơm, màu sắc. Ngựa con sẽ đi khắp trên những cánh đồng hoa, lóa màu trắng hoa mơ, trang giấy nguyên chưa viết. Con làm sao ôm hết mùi hoa huệ ngạt ngào, gió và nắng xôn xao khắp đồng hoa cúc dài. Mẹ ơi, mẹ ít nói, giống như là hoa ngâu. Ngựa con phi phi mau qua bạt ngàn hoa sở. Bỗng nhiên con nhớ mẹ khi qua đồi hoa sim. Và con quay lại nhìn chỉ một màu lau trắng. Ngựa con qua làng xóm như mẹ kể ngày xưa. Con băng qua gốc đa, mùa sen hồng giếng ngọc. Hoàng hôn vàng như thóc, con lao về ban mai. Mới đấy đã qua rồi, con đường lên quán dốc. Chỉ còn nghe tiếng hát, phía chân trời mở xa. Tuổi thơ thoắt lùi xa, con đã không còn bé. Tuổi con là tuổi ngựa, nhưng mẹ ơi, đừng buồn. Dẫu cách núi, cách rừng, dẫu cách sông, cách bể, con tìm về với mẹ, ngựa con vẫn nhớ đường.